Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ năm 2020 và triển khai một số nội dung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ban tổ chức thành ủy thông qua danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bổ sung vào cấp ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, hướng dẫn quy trình đóng góp ý kiến giới thiệu nhân sự. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu đóng góp ý kiến vào danh sách giới thiệu ban chấp hành đảng bộ thành phố. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, với việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Bảo Thắng, huyện Bát Sát, thành phố Lào Cai. Sau thực hiện sắp xếp, điều chỉnh, từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, thành phố Lào Cai có khoảng 282,13 km vuông diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 130.671 người với 10 phường, 7 xã. Cũng trong thời gian này, thành phố Lào Cai đã tổ chức chia tay các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố được điều động bổ nhiệm công tác tại cơ quan khác và nghỉ hưu theo chế độ. Ngày 20 tháng 2, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm hai đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Sapa. Theo đó, đồng chí Đại úy Nguyễn Quang Minh, sinh năm 1987, quê quán Việt Hồng, Trấn Yên, Yên Bái, hiện là đội trưởng thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, và Trung tá Trần Đức Hòa, sinh năm 1972, quê quán Vĩnh Kiên, Yên Bình, Yên Bái, hiện là đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Sapa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Sapa và mong muốn hai đồng chí tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an thị xã Sapa đoàn kết, chỉ đạo cán bộ cơ sở thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, thời gian qua huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo các phòng ban, địa phương tích cực phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Bằng nhiều giải pháp hoạch định phát triển kinh tế xã hội cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của địa phương, xã Gia Phú giờ đã là một trong những khu vực trọng điểm của huyện Bảo Thắng trong phát triển nông nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã tích cực chỉ đạo nhân dân hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành chương trình trong năm nay. Chúng tôi xác định là để mà xây dựng thành công nông thôn mới, thì cái việc đầu tiên phải làm sao là nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Chính vì thế, lãnh đạo Ủy ban xã chúng tôi tập trung vào thứ nhất là tuyên truyền nhân dân phát triển đúng hướng, đặc biệt là phát triển cái rau sạch, rồi các cái mô hình chăn nuôi. Thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân và tạo điều kiện phối hợp với các ngân hàng nông nghiệp cũng như ngân hàng chính sách, sao tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn tiếp xúc với các cái nguồn vốn để từ đó thì có cái điều kiện để đầu tư phát triển các cái mô hình sản xuất nông nghiệp, phân công các cái cán bộ đảng viên trên địa bàn phụ trách từng hộ, và tất cả những cái cán bộ đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu thực hiện trước. Thì qua đó thì bằng nhiều cái biện pháp kiên trì vận động như thế thì hiện nay thì cái tiêu chí môi trường trên địa bàn xã Gia Phú cũng đã đạt yêu cầu đề ra. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương nên thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức phát huy tinh thần gương mẫu, thực hiện hoàn thành tốt toàn bộ các công việc được giao với chất lượng tốt nhất. Đưa ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Đặc biệt là phấn đấu đạt huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong quý 2 năm nay. Chúng tôi luôn tập trung cao độ và nắm rõ được cái vai trò nhiệm vụ của mình trong cái việc tham mưu cho huyện ủy ban đưa ra những cái mục tiêu cũng như là cái giải pháp để làm sao mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn. Hiện cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho thường trực ủy ban huyện là thực hiện làm tốt cái đầu tiên là cái công tác cái tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về cái trong cái việc xây dựng nông thôn mới cũng như là cái lợi ích mang lại từ cái công cuộc xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế của địa phương cũng như đến từng hộ gia đình. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020,
huyện Bảo Thắng xác định tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân xếp loại thi đua đối với từng cán bộ công chức. Người đứng đầu cơ quan thuộc huyện đang là nhiệm vụ được đặc biệt quan tâm. Với phương châm đó là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, và hàng năm thực hiện nhiệm vụ triển khai này là các cơ quan đơn vị hợp thành khối thi đua và ký giao ước thi đua để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao. Bên cạnh đấy thì cái đánh giá hoàn thành đơn vị đó là đánh giá cá nhân đồng chí lãnh đạo đơn vị đấy hoàn thành. Đấy là cái nhiệm gắn trách nhiệm của từng cá nhân và từng cái công việc cụ thể được giao. Đây là những cái công việc cụ thể lãnh chỉ đạo về lĩnh vực chuyên môn, lĩnh vực tập thể để làm sao đối với huyện Bảo Thắng là cái huyện phát triển của tỉnh Lào Cai. Việc phát huy vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đã phát huy hiệu quả tích cực tại Bảo Thắng. Đây là cơ sở để địa phương đạt được những mục tiêu cao hơn trong năm 2020. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng. Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương. Theo thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Ngay từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch COVID-19. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự chủ động giám sát, đáp ứng dịch sớm của ngành y tế và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Cả nước ghi nhận 16 trường hợp mắc, trong đó đã có 15 trường hợp khỏi bệnh, trường hợp còn lại sức khỏe ổn định. Bên cạnh đó, các bệnh dịch lưu hành trên cả nước ổn định, không ghi nhận bệnh dịch có số mắc gia tăng đột biến. Các bệnh lưu hành chủ yếu như sốt xuất huyết, tay chân miệng đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2019. Số mắc sốt xuất huyết giảm 46%, tay chân miệng giảm 44%, sốt phát ban nghi sởi giảm 76%. Số trường hợp dương tính với sởi giảm 16 lần. Không ghi nhận các ổ dịch tập trung tại cộng đồng. Để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm, đề nghị mỗi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, duy trì diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy hàng tuần, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lào Cai vừa cho biết đã thực hiện cho phép các lái xe và nhân viên theo xe hàng xuất khẩu sang hà khẩu Trung Quốc sau khi trở về Lào Cai không bị cách ly 14 ngày nếu như các lái xe này đi về trong ngày và mặc đồ bảo hộ đầy đủ theo quy định. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, các lái xe và nhân viên đi cùng xuất khẩu nông sản sang chợ đầu mối Phú Quý, hà khẩu Trung Quốc phải mặc đầy đủ bộ đồ phòng hộ y tế theo quy định, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đồng thời chỉ được chở đến khu vực giao hàng tại cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa và phải trở về Việt Nam trong ngày. Các lái xe và nhân viên này không cần phải cách ly 14 ngày như trước mà có thể tự theo dõi sức khỏe, nhưng phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi cư trú khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Thời điểm này tại cửa khẩu Kim Thành, mỗi ngày có thể giải quyết cho hơn 100 xe qua cửa khẩu. Sang tới Trung Quốc, chỉ có khoảng 60 xe vào được nội địa, còn lại phải tiếp tục xếp hàng ở chợ đầu mối Phú Quý. Trước tình hình như vậy, Ban Quản lý Khu Kinh tế khuyến cáo các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật, nắm bắt năng lực thông quan tại cửa khẩu, cân nhắc quyết định vận tải hàng, tránh ùn tắc, phải chờ đợi và phát sinh chi phí. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang gây ra những tác động tiêu cực đối với mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là dịch vụ vận tải hành khách. Do những lo ngại về tình hình dịch bệnh nên nhu cầu đi lại của người dân đã giảm rõ rệt, khiến nhiều nhà xe chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Bên cạnh đó, môi trường làm việc khiến nhiều tài xế lái xe được xem là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 cao. Để tạo sự yên tâm cho hành khách cũng như lái xe, trong thời gian này nhiều doanh nghiệp vận tải đã đặc biệt chú trọng trong công tác phòng dịch. Sáng nào cũng vậy, trước khi vào hoạt động, toàn bộ số xe taxi của hãng Mai Linh sẽ được rửa xe sạch sẽ. Đây là quy định bắt buộc của doanh nghiệp từ nhiều năm nay. Và đặc biệt, từ ngày dịch COVID-19 xuất hiện, các tài xế phải đảm nhận thêm một công đoạn sau khi rửa, đó là sát khuẩn, khử trùng toàn bộ nội thất chiếc xe của mình. Cùng với đó, tài xế phải tuân thủ yêu cầu về trang phục, khẩu trang, găng tay khi vận chuyển hành khách. Trên mỗi xe, luôn chuẩn bị nước rửa tay khô và khẩu trang trên xe để phục vụ hành khách. Trước tiên là trang bị bảo vệ cho mình, cho lái xe. Sau thứ hai nữa là vệ sinh khử khuẩn về xe, đảm bảo về cái an toàn, không có dịch bệnh có thể tồn sót lại những cái vị trí tay nắm cửa, để tất cả những cái vị trí mà có thể tiếp xúc. Thứ hai nữa là hướng dẫn cho khách biết sử dụng khẩu trang đúng cách theo quy định của Sở Y tế, Bộ Y tế. Ý thức được những nguy cơ tiềm ẩn của dịch COVID-19 đối với tài xế taxi, nên nhiều doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra một khoản chi phí không hề nhỏ phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Các tài xế được tham gia tập huấn nhằm trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân. Trong quá trình vận chuyển, nếu phát hiện có hành khách có những triệu chứng nghi vấn thì thông tin về tổng đài. Tại đây sẽ có bác sĩ tiến hành tư vấn trực tiếp để giúp người tài xế xử lý tình huống. Tôi sẽ lựa chọn những cái hãng xe mà cái công tác phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo và công tác khử khuẩn phòng bệnh đảm bảo cho bản thân tôi và khách hàng được yên tâm. Khách từ những cái điểm nóng, ví dụ từ cửa khẩu Lào Cai và trong thành phố thì đã phối hợp với tổng đài phối hợp với đường dây nóng của y tế, cơ sở y tế địa phương để phối hợp về đưa về cách ly để tránh tình trạng lây lan phơi nhiễm đến các khách hàng khác. Và sau khi những cái chuyến hàng như thế về thì lái xe phải báo ngay với ban giám đốc và bộ phận tiểu ban y tế và đưa vào sát khuẩn xe, bật nhiệt độ trên 26 độ để sấy xe, và nếu mà tận dụng khi mà thời tiết nắng là các lái xe đều đưa ra để sấy xe để tránh cái dịch bệnh còn tiềm ẩn trong xe ảnh hưởng đến những khách hàng tiếp theo. Theo khảo sát, nhiều hãng taxi sụt giảm từ 30 đến 50% lượng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, lợi nhuận không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà công tác phòng chống dịch đang được nhiều nhà xe đặt lên hàng đầu. Theo phản ánh của người dân, thì thời gian qua dọc theo hai bên quốc lộ 4E đường đi Sapa, đoạn qua xã Cốc San, huyện Bát Sát, xuất hiện tình trạng xả rác bừa bãi, thậm chí đổ thẳng xuống suối Cốc San, gây ô nhiễm môi trường và gây phản cảm cho nhiều người, nhất là du khách. Điều đáng nói là không ít gia đình sử dụng nước suối Cốc San để trồng trọt chăn nuôi, và hạ lưu là nhà máy cấp nước Lào Cai cũng sử dụng nguồn nước này. Việc xả vứt rác xuống suối tại km 9 cầu Cốc San đã làm cho khu vực này bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước của con suối và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong xã. Hay đầu cầu Cốc San, những đống rác lớn nhỏ bốc mùi hôi thối, phủ kín túi, bao tải, rác thải đủ loại, kể cả xác động vật chết, trôi bồng bềnh làm cho nguồn nước ô nhiễm nặng. Nó quá là ô nhiễm anh ạ, bởi vì là người dân toàn vứt rác ra cầu. Chúng tôi sinh sống ở đây thì mùi các thứ nhiều khi nó bốc lên thì tôi yêu cầu là về bên môi trường thì có biện pháp mà xử lý. Thứ hai là làm một cái rác công cộng để cho dân người ta bỏ đấy, tránh tình trạng vứt xuống suối như này là ùn tắc rồi đến mùa lũ này còn không đẩy rác đi được nữa này. Hiện nay xã Cốc San đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, nhưng hiện địa phương không có một địa điểm thu gom xử lý rác thải tập trung. Trước đó, xã đã có địa điểm tập kết thu gom rác, nhưng do không có kinh phí để duy trì, nên điểm tập kết thu gom rác thải này đã không tồn tại.
nhiều người dân trong xã đã kiến nghị xây dựng một địa điểm tập kết thu gom rác thải. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được triển khai. Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng xả rác bừa bãi tại Cốc San thời gian qua. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.